Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Ở trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn Nitro năm 2020. Ây, từ từ bình tĩnh. Bây giờ mà giới thiệu Nitro năm 2020 thì hơi cũ rồi đúng không? Đương nhiên, bên mình đã làm một video kiểu giới thiệu cực kỳ chi tiết này về tất cả cầu kết nối, bàn phím hay thiết kế cải tiến của Nitro năm 2020 nó như thế nào so với 2019. Thậm chí mình còn mở hẳn máy ra để cho các bạn nhìn được hệ thống tản nhiệt mới nó trông như thế nào. Vậy thì bạn nào chưa xem ấy, đường link mình sẽ để ở ngay bên trên này này, hoặc góc dưới, ngay bên dưới thôi. Các bạn có thể vào xem và quay trở lại video này. Thì video này đây là phần 2 của video đấy. Bởi vì nhá, khi mình làm video đấy mà thật ra thì tất cả các dòng Nitro 5 từ trước tới nay đều gặp một vấn đề duy nhất, đó chính là phần màn hình của họ không thực sự ấn tượng khi mà tần số quét chỉ dừng lại ở 60Hz mà thôi. Tất cả các dòng laptop gaming của các hãng, thậm chí mức giá rẻ như Nitro 5 nó cũng đã có màn hình lên tận 120Hz rồi. Vậy thì lý do nào khiến cho Acer không trang bị màn hình có tần số quét cao trên các laptop của họ? Các phiên bản Nitro 5 2020 lúc mới ra mắt nó cũng chỉ dừng lại ở 60Hz thôi, và người dùng đã than vãn về vấn đề này. Và cuối cùng Acer cũng đã lắng nghe người dùng, thì đây là phiên bản Acer Nitro màn hình 144Hz. Đây các bạn nhìn, bây giờ mình bảo bên này 144Hz các bạn tin luôn đúng không? Bởi vì tất cả những gì mà thiết kế hay là về các cổng kết nối hay mọi thứ nó đều giống hệt nhau giữa bản 60Hz và 144Hz. Cái duy nhất dùng để phân biệt đó chính là khi bạn mở máy ra thì phiên bản 144Hz nó sẽ ghi chữ Full HD 144Hz, còn đâu thì phiên bản bình thường 60Hz nó chỉ là Full HD 1080p mà thôi. Vậy thì cái chất lượng hiển thị khi mình đo đạc lại nó cũng có điểm khác biệt giữa 60Hz và 144Hz. Cụ thể ở đây thì đối với màn hình 60Hz ấy, thì khi mình đo đạc, cái giải màu bao phủ đạt 63% giải màu sRGB, 47% giải màu Adobe RGB và Delta E, tức là mức độ sai lệch màu sắc của nó là dưới 2. Còn đối với màn hình 144Hz thì cái lượng hiển thị khi đo đạc nó cũng gần tương tự như vậy, khi mà giải màu sRGB nó đạt 60% và giải màu Adobe RGB nó đạt 43%. Tuy nhiên, cái mức độ sai lệch màu sắc của nó lại khá cao, nó loanh quanh từ 2 đến 3, đây trung bình thôi nhá. Còn đương nhiên rồi, màu xanh vẫn là màu lệch cao nhất với Delta E đến tận gần 7 cơ. Thế nhưng mà khi mình để cạnh nhau ấy, khi mình sử dụng ấy, thì mình cảm nhận đúng là nó có sai lệch thật. Thế nhưng mà cái mức độ sai lệch của nó nằm ở trong mức có thể chấp nhận được, bởi vì mình dùng các thiết bị đo chuyên dụng thì nó có thể nhận ra được thôi. Còn đối với những người dùng cơ bản ấy, như mình chẳng hạn, hoặc là một số bạn mà không làm vấn đề liên quan đồ họa, thì hai cái màn hình này vẫn có thể đáp ứng được, bởi vì là thật ra thì độ phủ màu của nó không cao, với lại mức độ sai lệch của màu của nó ở mức gọi là có thể chấp nhận được trong cái nhu cầu sử dụng như kiểu là giải trí hoặc là xem phim. Các bạn không cần quá đắn đo về vấn đề này đâu. Một cái nữa đó chính là về phần cấu hình. Thì với phiên bản i7 10750H và 1650Ti thì mình ở giới thiệu video trước ấy, thì các bạn thấy nó hơi nóng một chút, bởi vì do dù sao đây là một cấu hình tương đối khủng. Thì đối phiên bản này mức giá rẻ hơn, nó chỉ loanh quanh khoảng độ 22-23 triệu thôi. Phiên bản này mình nhớ chắc khoảng 22 triệu, thì cái cấu hình của nó đã được giảm xuống chỉ còn Core i5 10300H, 8GB RAM, vẫn là 1650Ti, 512GB SSD. Thì đối với cấu hình này, khi mình trải nghiệm, mình test thử qua ấy, thì mình cảm thấy rằng cái phiên bản i5 ấy, nó cho cái nhiệt độ nó mát mẻ hơn tương đối nhiều khi so với phiên bản i7. Thì đối với những bạn nào mà bị ám ảnh về nhiệt độ, lúc nào cũng chỉ quan tâm nhiệt độ thấp, càng thấp càng tốt, mặc dù đôi khi mình thấy nó hơi sai một tí. Thế nhưng các bạn nên lựa chọn mua phiên bản Core i5 này. Còn đối với bạn nào mà cần hiệu năng cao mà không quan tâm tới vấn đề nhiệt độ hơi cao một chút, tuy nhiên các bạn sẽ có hiệu năng nó ấn tượng hơn, thì các bạn hoàn toàn có thể mua phiên bản Core i7 10750H. Khi đấy thì hiệu năng sẽ cải thiện hơn tương đối nhiều khi so với phiên bản Core i5 này. Và qua một số bài test của mình đã test liên tục rồi, thì mình cảm thấy được là hệ thống tản nhiệt mang từ dòng cao cấp hơn là dòng Helios mang xuống đây, nó đem lại cái hiệu quả cho cái Nitro 5 2020. Khi mà toàn bộ bài test của mình, các điểm số gần như không thay đổi trong quá trình test, mình thấy đây sẽ là một trong mẫu laptop phù hợp nhất trong phân khúc khoảng từ 20 cho đến khoảng 22 triệu các bạn có thể chọn mua.
Laptop Acer Nitro 5 được hưởng chính sách bảo hành 3S1 của Acer, bảo hành nhanh quá 3 ngày, 1 đổi 1. Thì để cho dễ hiểu và dễ hình dung nhất, nếu như các bạn mang laptop của Acer tới trung tâm bảo hành vào ngày thứ 6 và sang đến ngày thứ 2 mà Acer vẫn chưa bảo hành xong cho các bạn, thì các bạn sẽ đổi sang một mẫu laptop khác tương tự hoặc cùng tầm tiền. Và một điểm khác biệt nữa giữa phiên bản 60Hz và phiên bản 144Hz đó chính là về phần quà tặng. Thì đối với phiên bản 60Hz này thì quà tặng nó sẽ lên đến 4 triệu đồng, còn đối với phiên bản 144Hz nó chỉ quà tặng khoảng 3 triệu rưỡi thôi, hoặc loanh quanh những đấy. Và mức giá thì sao? Mức giá của phiên bản 60Hz nó sẽ là rẻ hơn so với 144Hz, 500.000 đồng, đúng, chỉ 500.000 đồng thôi. Các bạn có thể gọi là nâng cấp từ màn hình 60Hz lên 144Hz. Vậy thì đâu sẽ là đối tượng hướng tới của hai cái mẫu laptop này? Thứ nhất, đối với những bạn nào mà là game thủ try hard, cần màn hình có tần số quét cao và bộ quà tặng nữa, bộ quà tặng cũng ngon, thì phiên bản 144Hz nó sẽ dành cho bạn. Còn đối với những bạn mà chỉ cần một màn hình nó vừa đủ dùng thôi, nó có chất lượng hiển thị nó tốt hơn một chút và cầm một mẫu máy có mức giá rẻ này, bộ quà tặng nó cũng ngon đấy, thì phiên bản 60Hz nó hoàn toàn xứng đáng lựa chọn. Vậy thì các bạn như nào? Các bạn chấp nhận đánh đổi một chút về chất lượng hiển thị nhưng sử dụng một màn hình có tần số quét cao, hay các bạn sửa lựa chọn phiên bản 60Hz thôi để sử dụng cho các nhu cầu kiểu là đôi khi có thể edit video nữa, thì hãy bình luận bên dưới đường link sản phẩm mình cũng để ở bên dưới luôn. Đừng quên bấm like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Anphat Computer để không bỏ lỡ video clip của chúng mình tung ra trong tương lai. Hẹn lại các bạn ở trong những video sau.